Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đương Đo Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em quay trở lại với bãi kiện của anh Tính, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai có tứ quý, có mai vàng có luôn hết cô chú anh chị. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ anh Tính, ủng hộ kênh Cuộc Sống Đương Đo Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ luôn với cô chú anh chị nha. Dạ em chúc quý cô chú anh chị mình đam mê sưu tầm tứ quý sẽ chọn được những cây vừa ý luôn ạ. Hôm nay là hàng khủng hàng VIP luôn nha cô chú ha. Dạ rồi, giờ mình vô clip luôn hết cô chú anh chị. Dạ em xin chào anh Tính ơi. Dạ em chào chị Phương, con kính chào cô chú và anh chị ạ. Dạ hôm nay con tiếp tục lên clip với cô chú anh chị là về là một lô mai vàng và tứ quý hết cô chú anh chị. Con ở thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại con là 0799 777 735. Dạ cây cây này là cây số 1 phải cô chú anh chị, cây gián thú ha, mai vàng gián thú cực kỳ đẹp ha cô chú anh chị. Ở ngoài nó hùng hồ dữ lắm luôn ha, mình thú thì chung là rất là rõ nét ha. Cốt cành tứ diện, chiều cao là 1m8 ha cô chú anh chị, tán ngang là 1m2. Cây này cô chú anh chị nhìn ngoài đẹp mê ly luôn. Rồi hoành thân em đo ngay trong vị trí này ha, là 44 hoành. Rồi ngay đây là 50, anh em cô chú anh chị mình tính hoành thân ngay đây giùm em ha, 50 hoành ha. Rồi chiều dài của con thú, chiều dài con thú là 50 ha cô chú anh chị. Rồi đường kính bao dài nhất là 90, cái đuôi của nó là 14. Rồi em xem một vòng rồi em báo giá cho cô chú anh chị mình chơi nha. Dán thú thì nó chuồn tới nha cô chú anh chị, giò cẳng thì dư luôn, rất là quái đẹp ha. Cây thú cái thân thì dặn mình bẫy thì sắn ha, dán thú rất là đẹp luôn. Cái đuôi nó cũng rất là điệu nghệ ha cô chú anh chị, cốt cành cây này là dư chơi luôn rồi nha quý cô chú. Mai vàng mà sưu tầm được những cây đế thú thì đáng chơi luôn hết cô chú anh chị. Đó, cây này lọt tàn thành phẩm luôn. Cốt cành thì cô chú anh chị mình về chơi sẵn ha. Cây số 1. Rồi cây mai vàng gián thú này em giao lưu với cô chú anh chị mình, giá của nó là 29 triệu ha. Em bao phí 200 cây số ha cô chú anh chị. Dạ. Thú này là thú tài lộc ha, về giữ nhà ha cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn nó khủng khiếp lắm nha cô chú anh chị ơi, nó dài nè ha. 29 triệu ha cho một cây mai vàng gián thú rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi ok, tới cây số 2. Rồi cây số 2 là một cây mai xù bích cây ha cô chú anh chị. Cây số 2 ha. Cây này cô chú anh chị nhìn ở ngoài nó mới dữ ha. Em hàng em bán là em bao chất cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Hàng bao chất lượng ha, rất là đẹp luôn, hoành lớn mà xù là mà xù chảy bít mình ha cô chú anh chị. Cây số 2 ha. Nè. Cái nước xù là nó cộm hơn cái bút lông của mình luôn ha. Rồi em xin phép đo thông số. Dạ cây xù là có đế có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m. Hoành thân là 53 ha. Rồi đường kính bao dài nhất là 60. Rồi cây số 2. Cây này em giao lưu cô chú anh chị giá là 25 triệu ha. Em bao phí là 200 cây số ha cô chú anh chị. Xù chảy nha mấy cô chú anh chị nha. Xù chảy chính hiệu luôn ha. 25 triệu cây số 2 ha. Cây bao mạnh khỏe, bao sung ha cô chú anh chị. Không keo, không bọng gì hết ha, xù chảy ha. Giá 25 triệu cây số 2 ha. À, rất là đẹp. Rồi. Dạ. Cây số 3 là cây mai tứ quý ha cô chú anh chị. À, dạ, để nôm ha. Sổ rất là đẹp luôn. Cây chuẩn cây lắm ha cô chú anh chị ơi. Cây nói chung là có cành phóng rất là đẹp luôn. Em cắt trừ hao ha, về anh em cô chú anh chị mình chơi sao chơi ha. Cục đế rất là đẹp. À, mặt hàng tứ quý mà kiếm đế lưu đế hủ cực kỳ khó ha. Chiều cao là 1m1. Hoành thân là 36. Sổ nôm là 45 ha. Tổng là đế là 170. Dạ cây số 3 này em giao lưu giá là 12 triệu ha. Em bao phí là 200 cây số ha cô chú anh chị. Đế sổ không trống chút nào luôn quý. Không có trống luôn ha. Mặt này mặt hậu nhưng mà đế vẫn có luôn ha. À, công rễ là bự bự luôn. Mặt này đủ tiền ha. Để em đo công rễ cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Công rễ 13 hoành. 13 hoành mà nó bỏ đều hết luôn ha. À, rất là đẹp luôn. Cây số 3 giá 12 triệu ha.
em bao phí 200 cây số ha cô chú anh chị. Bé như chiếc banh gì đó cô chú anh chị ha. Rất là đẹp. Dạ rồi. Tiếp theo cái số 4. Một cây mai xù rất là đẹp. Dạ. Cô chú anh chị mình em ấy trừ hao ha. Hôm nay mình chơi cắt ngang đây cũng rất là đỉnh luôn ha. Hàng quái của chú anh chị ơi. Cây số 4. Xù là xù chảy 100%, cây số 4 ha. Xù mà đế đẹp đó nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là 90. Xù mà đế lưu ha. Hoành thân là 56 ha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Đó cái củ đế đó. 101. Cái đồ sổ nó 20. Rồi cây số 4 này em giao luôn cô chú anh chị, giá của nó là 35 triệu ha. Em bao phí 200 cây số ha cô chú anh chị. Mình là tán ngắn xuống chơi cục xù này không mà đủ phê rồi biết cô chú anh chị ha. Cô chú ơi, cục xù nè. Dạ. À, xù mà đế cực đẹp ha. 35 triệu ha. Lên 1 2 3 4 nhịp luôn ha cô chú anh chị. Giống như cái tháp ha. Rất là đẹp. Cô chú anh chị mình lấy cái này chơi lợp cái xương cành lợp tháp thôi là cực kỳ đề đỉnh ha. Rồi cái đường kính bầu con cái này ép chậu đi. Cái đường kính bầu là 50 nhưng mà cây này cô chú anh chị ép chậu 4. Trời ơi cây 60 hoành, gần 60 hoành mà ép chậu 4 ha. Nhìn nó khủng khiếp lắm ha cô chú anh chị. Rồi cây số 4 ha, giá 35 triệu ha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, tiếp theo là cây mai mã số 5 ha cô chú anh chị, là một phôi mai tứ quý ha. À, đế này là nói chung là đế nôm rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cốt cành thì là một thân một cốt, trực quân tử đóng tứ diện ha. Cây số 5. Cây này đẹp cô chú anh chị ơi. Đế đẹp, thân đẹp, tàn đẹp. Rất ngọt luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m3. Hoành thân là 45 ha. Rồi. Độ số nôm là 33. Tổng hoành đế là khoảng 200 ha cô chú anh chị. Cây này đường kính bầu 80 ha. Để nó bấu xuống nó ôm vô bầu không? Quấu ôm vô bầu không ha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp luôn. Dạ rồi, cây mã số dạ, số 5 này em giao lưu cô chú anh chị, giá của nó là 19 triệu rưỡi ha. Em bao phí là 200 cây ha. Cây này ngoài đúng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hàng tứ quý bây giờ kiếm là đế như vậy mà một thân một cốt tay cành đóng tứ diện, nói chung là cực kỳ khó ha mà giá mắc lắm. Rồi. Em bán là em bao cô chú anh chị luôn. Là thành phẩm. Cây ngoài đẹp lắm. Dạ. Lại là hết sảy luôn đó, cô. Rồi tiếp theo là cây số 6. Cây mai tứ quý siêu khủng. Rồi, sát lớn luôn cô chú anh chị. Cốt cành cỡ bằng bắp chuối vậy đó cô chú anh chị. Cây này là thôi khỏi bàn luôn ha. Bự như cái gôm vậy ha cô chú anh chị. Dạ. Giờ mà đi vô vườn mà gặp cái hàng này là chỉ có lấy cây len đào thôi ha, chứ không thể nào để lâu được luôn á. Cây này cái đế của nó nói chung là hơi thường ha, nhưng mà bù lại cái thân với cái củ của nó rất là đẹp ha. Nè, nguyên cái củ đặc của nó ha cô chú anh chị. Củ đặc của cây ha. Đó, em đưa cho cô anh chị xem tắt một tắt luôn ha. Đó, củ đặc của cây. Cây này ngoài nhìn khủng khiếp lắm cô chú anh chị ơi. Cái gôm luôn. Thân thủ rất là đẹp luôn cây tứ quý này. Chiều cao là 1m đúng nha cô chú anh chị. Chuẩn 70 hoành. Cỡ nào cũng đúng 70 chứ ha. Đó, cây tứ quý mà hàng này cô chú anh chị kiếm ha, rất là hiếm luôn ha. 70 hoành cây tứ quý ha. Cốt cành thì thôi đóng để em đo cái cốt cành này ta chia coi. Cây này cao 5m ngang 5m mà em xả ra luôn á. Cốt cành là 37 ha cô chú anh chị. 37 ha. Đường kính bầu là 90. Cốt cành nó bỏ tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Quá đẹp cây tứ quý này. Như một con khủng long ha. Hàng đúng đỉnh luôn. Cây tứ quý mã số 6 ha. Em đứng là không thấy em đâu cô chú anh chị ơi, ở ngoài nó dữ lắm bự. Cây số 6 này nè. Hàng cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Trồng ngang đây thôi, chơi thân với cũ thôi là chơi cái thân với tay cạnh thôi là cũng ngon nữa, nói thật. Rồi cây số 7 này em
mạn phép giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Giá của nó là 112 triệu ha, em cũng bao phí là toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi cây số 6. Dạ, 112 triệu nha quý cô chú anh chị. Cực hiếm ha. Rồi, 7 cây mai tứ quý luôn ha cô chú anh chị. Dạ, cây này dáng hơi siêu siêu nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây mới về, em cũng chưa làm bầu làm lại ha, không biết đế trong nó như thế nào nữa. Chưa, cây này xuống khoảng chừng tới một tấc nữa ha, mới thấy đế nó mới đẹp cô chú anh chị. Cây số 7 ha, nguyên một cái xác lớn luôn, khúc lông luôn. Là có cái mặt này thì nó hơi trống, nhưng mà mình chưa làm đế ra không biết nó làm sao, toàn là rễ nhỏ ha. Rồi, cây có làm sao thì em báo anh chị à, nhưng mà cây ngoài lực dữ lắm lực nha. Cây số 7 này nè, tại vì cái dây đế nó nở sát dữ lắm to luôn. Dạ, có cành có mà gió ngọt luôn đó anh chị. Đây nè, đây là cái cây này có cái lỗi chỗ này nè, nhưng mà nó cuốn mép rồi cô chú anh chị mình xài yên tâm ha. Đây, hồi xưa nó bị chóc nhánh chóc da đó, rồi hai bên thì nó cuốn mép rồi nè, đảm bảo cây không bị bọng bị mục nha. Cái này là em lấy cái dầu gọt giấy mà em khử nhẹ cái thôi là tới thịt đỏ rồi nha. Giờ hàng sau thì em báo anh chị. Rồi, chiều cao 1m3, quần eo là 63. Rồi, đường kính bầu là 80. Rồi, cây tứ quý mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị, giá của nó là 49 triệu ha, em bao ship 200 cây ha. Cây này làm ra đẹp lắm nha cô chú anh chị, hoành 63 hoành nặng ha. Ngoài khủng khiếp cây ha. Cốt cành thì đóng đều dữ lắm đều luôn nha. Về mình thích chơi dáng nào chơi, sửa lại dáng chật nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 7 này giá 49 triệu cho một em tứ quý ha. Tứ quý hàng này cũng là hàng lão đại rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, rồi. Rồi, phẩm lùng lực ha, cây số 8 ha. Dạ, mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây này đúng là siêu lùng lực luôn ha cô chú à. Tay cầm lùng lực luôn à. Đúng đẹp, cây này dáng bonsai ha. Đỉnh có cốt cành đóng tứ diện ha, 2, 4, 6 chi ha, với cây đỉnh. Cây này dữ lắm đẹp nha cô chú anh chị. Hàng lùng lực tứ diện. Cái này nói về đủ đế với thân là nó chuẩn luôn rồi. Rồi em đo chiều cao ha. Chiều cao tới cổ rễ luôn là 30 rồi chị. Dạ. Quanh 57 ha. Rồi 56 đi. Rồi cho nó vui nhà vui cửa. Một hai phần quan trọng mà cây bệnh đẹp. Xù nha. Cây này đang lên xù. Đó. Cây này trời ơi. Cây số 8 ha, đúng là bonsai lùng lực luôn ha cô chú anh chị. Đế chặt ngỡ chữ A ha. Rồi em đo đường kính bầu nha. Đường kính bầu là 73. Cộng đế ha thì thôi khỏi bàn ha, cộng đế nè. Lực lực không nè, em đưa tay vô không hơi hám luôn ha. Cái này đều dắt đế luôn á cô chú. Đều, nở đều, nở đều. Rồi, cái cây số 8 này em giao lưu cô chú anh chị giá của nó là 37 triệu ha. Em bao phí 200 cây số cho cô chú anh chị mình chơi ha. Dạ. Rất là đẹp cây số 7 này cô chú anh chị. Ô, cây số 8 này giá 37 triệu. Dạ. Dạ, mã số 9 nha cô chú anh chị. Cũng 9 là một phôi mai tứ quý luôn ha. Dạ. Cây này rất là dốt cây luôn nha cô chú anh chị, mà cốt cành có sẵn mình ghép mau chơi nha cô chú ha. Rất là đẹp ha, cây số 9 ha. Nguyên cục đế là khỏi chơi hả cô chú anh chị? Chung hàng hôm nay về hàng đế đều đẹp, cốt cành đóng đã lắm cô chú anh chị ơi. Giá cũng cạnh tranh với thị trường nữa. Rồi, chiều cao là 80. Hoành thân là 41, em tính 40 ha. Dạ. Rồi, cục đế đặt là 100. Đế sổ nôm là 30. Dạ rồi, cây số 9 này em giao lưu giá là 12 triệu rưỡi ha, em bao phí toàn quốc ha cô chú anh chị. Rất là đẹp.
Vui bầu qua trồng được liền hả cô chú anh chị? Vui bầu trồng. Dạ. Rồi dạ, tiếp theo cây số 10, một cây mai vàng ha, một cây mai vàng thân cốt rất là đẹp hả cô chú anh chị? Dạ. Đế đẹp, thân đẹp, cốt cành đẹp, tai chi múa nhạo cực kỳ đẹp ha. Nguyên cái nồi đế như trái banh gì đó mấy cô chú anh chị. Đế nè, khủng khiếp, cây số 10 ha, cây số 10 đẹp lắm cô chú anh chị. Mai vàng nha cô chú nha. Mai vàng, cây số 10 là mai vàng. Cốt cành là múa nhạo lực lắm, lực luôn ha. Đó cô chú anh chị mình ở đó xem giùm em một cái đi ha. Rồi em vô cái thông số luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Hoa là bao đẹp ha. Hoa là từ 5, 7, 9, 10 cánh trở lên ha. 5, 7, 9, 10 ha. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m5 luôn. Để em đo cái cốt cành cho cô chú anh chị mình tham khảo. Cốt cành nhạo nè. Đường một đi ra không à. Hàng nghệ thuật 18. Cốt cành 18 ha cô chú anh chị. 39 hoành. Rồi. Rồi ngay trên xích lên đây chút xíu là 37, 36 hoành ha. Rồi cây này từ 36 đến 39 cô chú anh chị mình lấy hoành ở đâu cũng được ha. Nói chung là hoành em đo là chuẩn ha cô chú anh chị. Dạ, cái củ rễ luôn là 50. Cục đế của nó là 200 ha. Cây ngoài khủng lắm. Đế sổ nôm là đế sổ nôm luôn á là 5 tấc ha cô chú anh chị. Thấy gì cây ngoài này dữ lắm luôn ha cô chú anh chị. Đẹp lắm, đẹp luôn, múa nhạo 3D ha. Cái này chỉnh sửa từ nhỏ luôn. Dạ rồi, cây số 10. Em giao lưu với cô chú anh chị giá của nó là 18 triệu ha. Em bao phí là 200 cây số ha cô chú anh chị. Dạ. Rất là đẹp cây số 10 này ha. Đều tròn nha cô chú anh chị. Rồi cái này mà cô chú anh, cái này vô chậu 90 mới được nha. Dạ. Chứ chậu nhỏ là không được, thấy gì ở ngoài nó bự lắm cô chú anh chị ơi. Chậu 90 mới được ha. Rồi. Đó ha, cái cục đế em ôm nè. Cục đế là cứng ngắc luôn ha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Dạ rồi, em tiếp theo ha. Hai cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 11 hàng khủng nha quý cô chú. Khủng ha, 11, 12 khủng luôn. À. Anh em nào mà có giao lưu được thấy cây này ở ngoài á mới mới hiểu được cái giá trị thực tế của nó ha. Em đảm bảo luôn nhận cây không bao giờ hối hận. Cây số 11 với cây số 12. Hàng là cực kỳ hiếm luôn, trên thị trường là chơi cây này là có tiếng nói luôn ha cô chú anh chị. Đế là 24 giờ luôn nha cô chú. À. À, đế nè. Để em đo hào cái đường kính bầu cho cô chú anh chị mình tham khảo. Gom cục đặc kẹo luôn cô chú anh chị. 110. Dạ. Tổng nồi đế là 330. Cây tứ quý này đường kính bầu 1m1. Thấy nó nhỏ thôi chứ quy lực đầy mình ha. Bonsai là đúng đỉnh luôn. Cây này gì à, tại em chừa cái đọt nó lắc ha, dán lông ha. Chứ cô chú anh chị mình thí dụ chơi phải không, cắt xéo ngang đây nè, chơi khúc một ha, 3 tắc ha là đủ xài ha. Cắt xéo đây là cái đọt mình đứng luôn ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng thi đấu ha. Này nó thật. Thật tình mà nói luôn, hàng này hàng thi đấu ha. Cây số 11 này với cây số 12 á. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao tới cổ rễ luôn là 60. Hoành thân này em đo em bao luôn cái hoành này nó khiêm tốn nhưng mà ở ngoài lực kỳ lắm. Rồi phía này là 47 ha. Rồi còn chạc nhẹ xuống một chút xíu thôi. Nó ra 53, 52 nè. Nó cái này cô chú anh chị mình lấy hoành vẫn được luôn ha. Rồi cái củ rễ của nó nè, em tính củ đặt ngay chăng chỗ vị trí này luôn ha. Củ đặt của nó ngay chăng chỗ vị trí tay em á, để em đo tham khảo. 90 cô chú anh chị ơi, 85. Không thể phủ nhận được cây này ở ngoài khủng khiếp lắm ha cô chú anh chị. Nhưng mà đế thôi là chịu không nổi rồi hả cô chú anh chị. Dạ, tứ quý mà kiếm hàng gì nè. Nó đẹp. Nha. Cốt cành thì tứ diện ha. Đó, cốt cành của chú anh chị mình tham khảo tiếp em ha. Cây này nó hơi mất tiền cho nên quay hơi chậm ha. Cốt cành lực nha mấy cô chú nha. À, cặp 11, 12 em giao lưu giá kính đi. Dạ. Cho anh em nào mà chơi hàng sưu tầm á, thì để đó giá còn lên hoài. Đảm bảo luôn là mát lòng mát dạ luôn ha. Cặp 11, 12. Rồi cây 11 ha.
rồi tới cây 12. Cây này đọt chủ giót lắm nha quý cô chú anh chị. Đọt bóp giót nè. Dạ. Cây số 12. À, thăng thủ thì tứ diện ha. Thì em bao luôn mà cặp cái cặp 11 12 này là ra thị trường là hàng đấu ha. Đế là như cục thịt nạc vậy đó quý cô chú anh chị. Lên tiền 11 12 ha. Càng chơi càng hay cô chú anh chị ơi. Giá chung cũng hợp lý phải chăng ha. Em vô luôn cả cặp. Chiều cao là 86 ha. Hoành thăng là 48 ha. Hai cây này cũng tương đồng với nhau ha. Bởi vì em mới cho nó vô cặp ha. Đó, em đo hoành về cô chú anh chị mình yên tâm ha. Về đo là từ hơn không à. Củ đặt là 82 ha. Rồi tổng cái đòi đế gọn ở trên mặt này luôn là 180. Cây này cái đường kính bầu của nó là 90 ha. À, cây số 12. Cái đọt của nó đem đo cái đọt giót của nó luôn. 115. Rồi cây giống như nãy em vô đầu clip em có nói ha. Cây số 12 này với số 11 em xin phép để giá kính ha. Cô chú anh chị mình quan tâm thì cứ alo em ha. Em bao luôn. Cái giá cực kỳ hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi cái thời điểm tứ quý đang sốt luôn. Sở hữu một hai siêu phẩm này ha. Mà giá chung là cực kỳ hữu nghị ha. Rồi. Dạ tiếp theo là mã số 13 nha quý cô chú anh chị. Dạ tứ quý một cốt chi cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Thăng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cây này đế thăng cốt cạnh chỗ nào cũng đẹp chứ ha cô chú anh chị. Cây mã số 13 này nè ha. À, cây này khủng lắm ha cô chú anh chị. Dạ. Nguyên một cục đế luôn nha cô chú anh chị, đặt khến lên nha. Hàng giờ hàng này kiếm cây này nói chung là hiếm ha cô chú anh chị. Này em đảm bảo luôn ha. Cây số 13 ha. Đó. Đế trọng là quýnh cục ha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp ha. Cây số 13. Hoành thằng đem đo cái chỗ nào nhỏ nhất không cắn. 47 hoành. Đúng luôn ha. Không cắn nở vậy ha cô chú anh chị. Rồi. Tổng rồi đấy. Tổng rồi đấy khoảng 250 ha cô chú anh chị. Dạ đế số nôm mặt này khoảng 30 ha. Cốt cành là 20. Giót cây luôn nha cô chú. Giót cây lắm rồi. Dạ, chiều cao của nó là 1m3. Nó cái đỉnh của nó là khoảng 20 luôn ha. À, cây này đúng là cái cây này gọi là cây dáng hơi siêu siêu ha. Cốt cành thì đóng tứ diện mau chơi ha. Đó, cái mặt này cũng lập nguyên cái tàng thông luôn. Cây số 3. Đế thăng tàn, đế đóng gì cũng đẹp. Cây số 13 ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình, giá của nó là 45 triệu ha. Em bao phí 200 cây số ha cô chú anh chị. Cây này nói chung nhìn ngoài của chú anh chị mới thấy đã ha. Cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cốt cành là tàn mau chơi luôn á cô chú anh chị. Cây này ngoài dữ lắm đẹp. Đảm bảo luôn, cây số 13. Rồi. Cây số 10 à? Dạ 14. 14 ha. 14 là một cây mai vàng ha cô chú anh chị. Dạ một cốt trực lắc chi cành nhạo luôn nha cô chú anh chị. Cây này em bao cô chú anh chị là cây giảo ha, giảo vườn mình ha. 6, 9, 12 cánh ha. Cây này nói chung là nó đẹp như bức tranh nha cô chú anh chị. Vàng xương đóng như chú thủy ha. Dạ tai chi múa là khéo nha cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn nó mới hấp dẫn ha cô chú anh chị. Cái tai chi của nó đóng nhịp nhàng từ dưới tới trên ha. Từ lớn tới nhỏ luôn. Hàng này hàng sưu tầm cho cô chú anh chị mình chơi ha. Nuôi vú bò luôn á cô chú anh chị. Nuôi vú bò. Cây hoành khá khiêm tốn nhưng mà được cái về cô chú anh chị mình ép chậu mình chơi. À, để trong cái không gian nói chung là nó cũng nhỏ gọn ha. Góc nhà thôi là cực kỳ đẹp rồi, thêm cái bông nó giảo nữa. 6, 9, 12 ha. Chiều cao khoảng 1m8 ha cô chú anh chị. Tán ngang là khoảng 1m8 luôn ha. Tại em con tàn lại lúc bứng cái này là 2m mấy không ha cô chú anh chị ơi. Không lắc lượng nó là khéo luôn hết cô chú anh chị. Nguyên cái hồi đế cứng bầu luôn á cô chú. Đó ha, đế thì đế cứng bầu luôn ha cô chú anh chị.
cây bao sống khỏe ha. Vàng xương này cô chú anh chị mình khỏi bàn luôn á. Rồi em vô thông số ha. Hoành ngheo là 36 nè cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái củ ha, này em đo củ là 46 ha. Rồi cái củ đặt ở dưới cái là 56. Sổ nôm được khoảng 30. Tổng hoành đế cây này là khoảng 250 ha. Đường kính bầu cây này là 90. Cốt cành vú bò không ha. Cốt cành là 13. Để em ra thông số đảm bảo luôn chà. 13, 14, 15 rồi ha cô chú anh chị. Cây ngoài đẹp lắm. Cây này chỉ bức tranh vậy đó. Rồi cây số 14 là cây cuối cùng của clip luôn. Em giao lưu cô chú anh chị gần xa, giá của nó là 27 triệu ha. Cây cực kỳ xịn ha cô chú anh chị. Ở ngoài gì lắm đẹp luôn ha. 27 triệu. Cây này bản thân nó là cây giảo ha. 6, 9, 12 cánh luôn ha cô chú anh chị. Em có hình mặt bông luôn ha. Rồi. Rồi hôm nay em có lên 15 cây mai ha, trong đó mai vàng 14 cây mai. Mai vàng có, mai tứ quý có ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Xin phép cảm ơn cô chú anh chị luôn ha. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.